Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Từ Thức Paris. Câu đít chuột. Tôi nhớ suốt đời một buổi ngồi coi TV với một gia đình người Pháp. Một phóng sự về ẩm thực Việt Nam. Một ông đầu bếp cầm dao rạch bụng con rắn quằn quại, lấy máu, uống và mời khách. Ông ta cười cợt, hãnh diện như vừa thực hiện một kỳ công trước con mắt hãi hùng của người làm phóng sự. Ông chủ nhà người Pháp nhăn mặt, bà chủ nhà thì che mắt không dám nhìn. Nếu nền nhà không bằng xi măng, tôi đã đào một cái hố chui xuống cho nó đỡ xấu hổ. Lại thêm một cơ hội muốn chối không phải là người Việt. Những cảnh bạo lực trong xã hội Việt Nam càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook. Những cảnh ẩu đả tàn nhẫn, trẻ em bị đối xử dã man, bị bắt nhịn ăn, phơi nắng, học sinh kéo bầy đánh đập một cách hung bạo một em nhỏ yếu ớt hơn. Công an tàn nhẫn với dân thấp cổ bé miệng, người ta chửi nhau thậm tệ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân sau một tai nạn lưu thông hay một chuyện bất đồng. Ở các nước Tây Phương, thỉnh thoảng người ta đưa những cái video về cảnh súc vật bị đối xử dã man trong các nhà hỏa lò. Những video này chiếu trên TV gây phẫn nộ, hỏa lò bị đóng cửa, ban giám đốc bị cách chức. Ở Việt Nam, người ta đưa những cái hình ảnh tàn bạo dã man không phải chỉ giữa người với vật mà giữa người với người và đưa lên Internet ít khi để tố cáo mà nhiều khi chỉ để khoe khoang một cái hành động vẻ vang anh dũng. Cảnh một tên lỗ mãng cầm gậy đập đầu con chó dãy đành đạch, cắt tiết uống máu trước cái máy quay phim. Cảnh một đàn súng lại đạp vào đầu vào mặt một cô bé, một chú bé gầy yếu. Cảnh ông chủ nắm tay đấm, đấm vào mặt một cô bé sưng vù trước sự hỗ trợ tán thưởng của gia đình vì cô bé ăn trộm tiền rồi đưa lên Facebook với dòng chữ "Hãy nhớ mặt con chó này". Và thiên hạ chuyển đi, thú vị như chuyển một cái bài thơ hay một tác phẩm nghệ thuật. Ở những cái xứ có văn hóa, luật pháp cấm đưa hình, đưa tên những cái vị thành niên trên báo dù tội nặng tới đâu, để đương sự có cơ hội làm lại cuộc đời chứ. Ở Việt Nam, người ta đưa hình những cô gái, nhiều khi còn là trẻ vị thành niên, bị bắt về cái tội mại dâm lên báo, lên mạng với những lời bình phẩm độc ác, thô bỉ, khiến gia đình nhục nhã và nạn nhân phải tự vẫn. Những cô gái bán mình để nuôi thân, nuôi gia đình ở cái tuổi tại một xứ khác chắc chắn là còn cắp sách đi học, đi coi hát, đi du lịch, chạy nhảy, cười đùa với bạn bè. Những người đã rời quê hương từ nhiều năm không tưởng tượng đất nước mình sa đọa đến như vậy. Người Việt có nhiều khuyết điểm, nhưng người ta vẫn nghĩ là người Việt bản chất hiền lành, từ tâm chất phác. Ngay cả cái tính tốt cuối cùng ấy cũng đã mất rồi hay sao? Người ta nói đến một xã hội vô cảm, ghê rợn hơn cả một cái xã hội vô cảm, đó chính là một xã hội bất nhân. Bất cứ một người bình thường nào ở một xứ bình thường nào cũng không có can đảm nhìn những video mang rợ trên Internet, Facebook Việt Nam. Nhưng mà người Việt ta coi, dửng dưng, thích thú và đồng lõa. Đối xử với nhau như vậy thì trách gì người Tàu đối xử tàn bạo với anh em mình. Lần đầu tôi có cái cảm tưởng ngỡ ngàng là khi tiếp xúc với một nhóm du học sinh. Một nhóm nữ sinh viên khả ái, thông minh, có kiến thức. Có kiến thức hơn là tôi nghĩ đó, với cái thành kiến của những người đứng từ xa nhìn về. Tôi hỏi, các cô nghĩ Việt Nam sẽ có thay đổi gì không? Một cô bé rất dễ thương, rất lễ độ, trả lời là, thưa chú, cháu nghĩ đéo có gì thay đổi cả, đâu lại vào đó thôi. Hai người sững sờ là tôi và một ông bạn đã xa nhà từ lâu. Những cô bạn của người phát biểu này không bày tỏ một chút khó chịu nào. Đó là cái chuyện tự nhiên hay sao? Chữ đéo trở thành một cái chữ hàng ngày rất bình thường như chào ông, chào bà. Sự bạo hành bắt đầu bằng ngôn ngữ. Tôi không chê trách cô bé, tôi rùng mình. Nếu sống trong xã hội đó, giờ này tôi cũng ăn nói như vậy. Cũng nói với khách là, dạ cảm ơn, đéo muốn ăn cơm, còn no bụng quá. Tôi nhìn cô bé rất dễ thương mà ái ngại. Chúng ta chỉ là sản phẩm của xã hội, của môi trường sống. Nhưng đó là chuyện nhỏ so với cái văn hóa mang rợ người này trèo lên cổ người khác để sống. Hay chỉ để chứng minh mình hiện diện, đạp mặt người khác chứng tỏ tôi hiện diện. Tại sao có thể mất nhân tính đến như vậy? Bởi vì sống trong một xã hội độc tài, suốt đời bị chèn ép, bị áp bức, bị đối xử như con vật, người ta không có cách gì giải tỏa hơn là quay lại hành hạ những người yếu hơn mình.
lại càng kính nể hơn nữa những người sống trong cái xã hội chụp giật đó nhưng mà vẫn giữ được cái thiện, giữ được lòng nhân ái. Tất cả những nghiên cứu xã hội đứng đắn đều đi tới kết luận, những người có hành vi bạo hành thường thường là nạn nhân của bạo hành. Là nạn nhân, người ta có một trong hai thái độ, hoặc là đứng về phe kẻ yếu, tranh đấu, chống bất công, nhưng rất hiếm. Hiếm bởi vì phải có nghị lực và lòng bao dung phi thường, hoặc để trả thù đời, trút lên đầu những cái người yếu hơn mình, những cái mà mình đã phải chịu đựng. Đó là cái vòng di truyền, luẩn quẩn, bệnh hoạn trong một gia đình. Trên tầm vóc quốc gia, một đại họa đấy. Một người theo hay chống chủ nghĩa cộng sản vì những lý do khác nhau. Tôi từ chối chủ nghĩa cộng sản trước hết vì lý do đó. Nó làm tiêu tan cái đẹp của một xã hội tử tế. Nó đưa chúng ta lại gần với thú vật. Ở một xã hội văn minh, người ta kính trọng, lễ độ với mọi người, kể cả nhất là những người yếu hơn mình. Trên Internet, người ta dạy cách trừ chuột hữu hiệu nhất. Không cần thuốc độc, không cần bẫy, mổ đít con chuột, cắt tinh hoàn của con vật, thay vào đó là hai hạt đỗ tương rồi khâu lại. Dần dần cái hạt đậu trương lên, con chuột đau quá, phát khùng, cắn đồng loại như điên dại. Đám chuột sợ quá, bỏ chạy, thế là nhà hết chuột. Trước đây có một truyện ngắn rất hay, tựa là Khâu đít chuột, quên tác giả rồi, nói bóng nói gió về một xã hội như vậy. Người Việt ta là những con chuột bị thiến, bị khâu, nổi khùng, cắn nhau chí chóe. Viết mấy cái dòng này, tôi nghĩ cả tới những người quá khích, chống bạo lực thì ít, chống nhau, hại nhau, chụp mũ nhau thì nhiều. Chúng ta đều là những con chuột điên cuồng, bao giờ mới ý thức được là mình bị khâu? Những người xung quanh cũng chỉ là nạn nhân bị khâu như mình. Và nhận diện những người khâu đít chuột thực sự là những kẻ làm khổ mình, biến đời mình, đất nước mình thành địa ngục. Khi nào thì mới nhận diện được những cái kẻ ấy? Vừa rồi là bài viết của tác giả Từ Thức tại Paris. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.